Dị tật sứt môi hở hàm ếch là một loại dị dạng phần mặt bẩm sinh khá phổ biến ở thai nhi. Loại dị tật bẩm sinh ở thai nhi này thường xảy ra vào đầu thai kỳ, thậm chí sự dị biến ở nhiễm sắc thể và gen còn có thể diễn ra trước khi người mẹ mang thai. Vậy đâu là những nguyên nhân có thể khiến trẻ mắc phải dị tật này? Hãy cùng tìm hiểu ngay nhé! 1. Di truyền. Một số ít thai nhi bị dị tật sứt môi hở hàm ếch có liên quan đến di truyền. Đặc biệt, nếu người thân trực hệ có bị dị tật này thì tỷ lệ đời sau cũng bị chiếm khoảng 4%. Bên cạnh đó, tỷ lệ phát sinh ở phôi thai đầu tiên là khoảng 1 trên 600. Nếu phôi thai thứ nhất bị thì tỷ lệ này ở phôi thai thứ hai là 3 trên 100. 2. Thiếu hụt dinh dưỡng. Nếu cơ thể người mẹ bị thiếu hụt một hay một số nguyên tố vi lượng nào đó, chẳng hạn đầu thai kỳ, bà bầu thường bị thiếu canxi, phốt pho, sắt cũng làm tăng nguy cơ bị dị tật sứt môi hở hàm ếch ở thai nhi. So với bà bầu khỏe mạnh, những người có tiểu sử bị dị dạng phôi thai, bao gồm cả sứt môi hở hàm ếch, thường có hàm lượng kẽm trong huyết thanh khá thấp. Ngoài ra, còn có nghiên cứu phân tích chất dinh dưỡng trong huyết tương của các thai phụ, bao gồm protein, lipid, gluco, cholesterol, canxi, đồng, sắt, magie, kẽm. Kết quả phát hiện hàm lượng kẽm trong máu người mẹ quả thực có liên quan đến khả năng phát sinh sứt môi hở hàm ếch ở thai nhi. Không những vậy, khi cơ thể người mẹ thiếu vitamin như vitamin A, B2 và các axit amin thì tỷ lệ thai nhi bị dị dạng cũng tăng cao hơn hẳn. 3. Bệnh viêm nhiễm. Trong thời gian mang thai, nếu mẹ bầu bị nhiễm các bệnh cảm cúm, viêm gan, rubella sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bình thường và khỏe mạnh của thai nhi. Nghiên cứu lâm sàng phát hiện có khoảng hơn 10 chủng loại vi khuẩn, virus có khả năng gây dị tật thai nhi. Đây cũng là lý do tăng nguy cơ sứt môi hở hàm ếch. 4. Ảnh hưởng của nội tiết. Ở đầu thai kỳ, nếu mẹ bị nhiễm bệnh và phải dùng hormone điều trị thì trẻ sinh ra dễ mắc những dị tật bẩm sinh. Ngoài ra, những tháng đầu khi mang thai, nếu bà bầu bị kích thích thần kinh hoặc ngoại thương cũng làm tăng hormone tiết ra ở tuyến thượng thận, dẫn đến tình trạng thai nhi bị dị dạng ngay trong bụng mẹ. 5. Bà bầu dùng thuốc khi mang thai. Mẹ bầu sử dụng thuốc trong thai kỳ dẫn đến nguy cơ thai nhi bị dị tật bẩm sinh đạt đến 122%. Trong khi người không dùng thuốc thì con số này chỉ khoảng 24%. Đa số các loại thuốc khi vào cơ thể người mẹ đều có thể đi vào xâm nhập phôi thai, gây ảnh hưởng đến sự phát triển và dẫn đến dị dạng, đặc biệt là thuốc trị động kinh, chống dị ứng, một số loại thuốc an thần và điều trị ung thư. 6. Thói quen nghiện thuốc lá. Nghiên cứu cho thấy, nhiều thành phần trong khói thuốc lá có thể gây ra dị dạng bẩm sinh ở thai nhi, trong số đó có dị tật sứt môi hở hàm ếch, đặc biệt là thành phần nicotine vô cùng có hại. Nếu chất này tồn tại một thời gian dài trong cơ thể người mẹ thì tỷ lệ ảnh hưởng đến thai nhi càng cao. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ đã có thêm những thông tin hữu ích, hiểu rõ hơn về những nguyên nhân có thể gây ra dị tật này ở trẻ để có những thay đổi về lối sống phù hợp, những xét nghiệm kịp thời phòng tránh những rủi ro gây dị tật này ở trẻ nhé. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh.